Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Thông Phương, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Phật nói Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà, nước Xá Vệ, cùng chúng đại tỳ kheo 1.250 người chung hội. Bấy giờ Thế Tôn đến giờ ăn, ngài đáp y mang bát đi vào thành lớn Xá Vệ khất thực. Ở trong thành ấy theo thứ lớp khất thực rồi trở về chỗ mình. Thọ thực xong thu xếp y bát, rửa chân và trải tòa mà ngồi. Lúc đó trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh áo vai phải, quỳ gối phải, chắp tay cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật ít có Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao trụ, làm sao hằng phục tâm mình? Phật bảo: Lành thay, lành thay, Tu Bồ Đề đúng như lời ông nói. Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Nay ông hãy lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên như vậy mà trụ, như vậy mà hằng phục tâm mình. Vâng, bạch Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe. Phật bảo Tu Bồ Đề: Các vị Bồ Tát lớn nên như vậy mà hằng phục tâm mình. Có tất cả những loài chúng sinh nào hoặc sinh từ trứng, hoặc sinh từ bào thai, hoặc sinh từ ẩm ướt, hoặc sinh từ biến hóa, hoặc có sắc, hoặc không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, ta đều đưa vào vô dư niết bàn mà diệt độ cho chúng. Như thế diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh, mà thật không có chúng sinh được diệt độ. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với Pháp nên không chỗ trụ mà thực hành bố thí, nghĩa là chẳng trụ sắc bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng. Tại sao? Nếu Bồ Tát chẳng trụ tướng mà bố thí, phước đức đó chẳng thể nghĩ lường. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hư không ở phương Đông có thể nghĩ lường được chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được. Này Tu Bồ Đề, hư không ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng, trên dưới có thể nghĩ lường được chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát không trụ tướng mà bố thí, phước đức cũng lại chẳng thể nghĩ lường như thế. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ nên đúng như điều đã dạy mà trụ. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được, chẳng thể do thân tướng mà thấy được Như Lai. Tại sao? Thân tướng mà Như Lai nói đó, tức chẳng phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề, hễ cái gì có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, liền thấy Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có chúng sinh nào nghe được những lời lẽ, nghĩa lý rõ ràng như thế, sinh lòng tin chân thật chăng? Phật bảo Tu Bồ Đề, chớ nói lời ấy. Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, có người chỉ giới tu phước đối với nghĩa lý này hay sinh lòng tin cho những điều đó là thật. Phải biết người ấy chẳng ở một Đức Phật, hai Đức Phật, ba bốn năm Đức Phật gieo trồng căn lành, mà đã ở chỗ vô lượng ngàn vạn Đức Phật gieo trồng các căn lành. Người nghe nghĩa lý này cho đến chỉ một niệm sinh lòng tin thanh tịnh, Tu Bồ Đề Như Lai thảy biết hết, thấy hết những chúng sinh đó được vô lượng phước đức như thế. Tại sao? Vì những chúng sinh ấy không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, không tướng pháp, cũng không tướng phi pháp. Tại sao? Những chúng sinh ấy nếu tâm chấp lấy tướng ắt là dính mắc ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Nếu chấp lấy tướng pháp, ắt dính ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả.
Tại sao nếu chấp lấy tướng phi pháp, tức dính ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, vì vậy chẳng nên chấp lấy pháp, chẳng nên chấp lấy phi pháp? Do nghĩa đó nên Như Lai thường nói, tỷ kheo các ông hãy biết, ta nói pháp như dụ trước bè, pháp còn phải bỏ, huống nữa phi pháp. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai được vô lực thượng, chánh đẳng, chánh giác chăng? Như Lai có pháp để nói chăng? Tu Bồ Đề thưa, theo con hiểu về nghĩa Phật đã nói thì không có pháp cố định gọi là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, cũng không có pháp cố định Như Lai có thể nói. Tại sao pháp do Như Lai nói đều chẳng thể chấp lấy, chẳng thể nói, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp? Vì cớ sao tất cả hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai khác? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu người đem bảy báu đầy cả thế giới tam thiên đại thiên dùng để bố thí, thì phước đức người đó được có nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao phước đức đó chẳng phải phước đức tánh? Thế nên Như Lai nói phước đức nhiều. Nếu có người nào đối trong kinh này thọ chỉ cho đến chừng bốn câu kệ, vì người khác mà nói, phước đức của người này hơn người bố thí kia. Tại sao, này Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này phát ra? Tu Bồ Đề, nói Phật pháp đó tức chẳng phải Phật pháp. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tu Đà Hoàn có hay khởi niệm thế này, ta được quả Tu Đà Hoàn chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại sao? Tu Đà Hoàn gọi là vào dòng mà thật không có chỗ vào, chẳng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó gọi là Tu Đà Hoàn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm có hay khởi niệm thế này, ta được quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại sao Tư Đà Hàm gọi là một lần qua lại mà thật không có qua lại, đó gọi là Tư Đà Hàm? Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A Na Hàm có hay khởi niệm thế này, ta được quả A Na Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại sao A Na Hàm gọi là chẳng lại mà thật không có chẳng lại, thế nên gọi là A Na Hàm? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A La Hán có hay khởi nghĩ thế này, ta được đạo A La Hán chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Tại sao thật không có pháp gọi là A La Hán? Thế Tôn, nếu A La Hán khởi niệm thế này, ta được đạo A La Hán, tức là dính ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Thế Tôn, Phật nói con được vô chánh tam muội ở trong người rất là bậc nhất, là vị A La Hán ly dục bậc nhất. Thế Tôn, con chẳng khởi niệm thế này, ta là bậc A La Hán ly dục. Thế Tôn, nếu con khởi niệm, ta được đạo A La Hán. Thế Tôn ắt chẳng nói Tu Bồ Đề là người thích hạnh A La Na. Do Tu Bồ Đề thật không có chỗ hành mà gọi là Tu Bồ Đề thích hạnh A La Na, Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Trước kia Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng đối với pháp có chỗ được chăng? Bạch Thế Tôn, không thể. Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng đối với pháp thật không chỗ được. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát Trang Nghiêm Phật độ chăng? Bạch Thế Tôn, không được. Tại sao Trang Nghiêm Phật độ tức chẳng phải Trang Nghiêm, đó gọi là Trang Nghiêm? Vì vậy, Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát lớn nên như vậy mà sinh tâm thanh tịnh, chẳng nên trụ sắc mà sinh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp mà sinh tâm, nên không có chỗ trụ mà sinh tâm ấy. Tu Bồ Đề, ví như có người thân như núi Chúa Tu Di, ý ông nghĩ sao? Thân đó to lớn chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất to lớn. Tại sao Phật nói chẳng phải thân đó gọi là thân to lớn? Này Tu Bồ Đề, như số cát có trong sông Hằng, rồi số sông Hằng bằng với số cát như thế, ý ông nghĩ sao? Số cát của những sông Hằng đó có phải nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều, chỉ những sông Hằng thôi, còn vô số, huống nữa số cát của những sông Hằng đó.
Này Tu Bồ Đề, nay ta nói thực cho ông rõ, nếu có người thiện nam, người thiện nữ đem bảy báu đầy cả thế giới tam thiên đại thiên bằng số cát của những sông Hằng đó dùng để bố thí được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ đối trong kinh này cho đến thọ trì bốn câu kệ vì người khác mà nói, thì phước đức của người này hơn cả phước đức của người bố thí trước. Lại nữa, Tu Bồ Đề, tùy nói kinh này cho đến bốn câu kệ, phải biết chỗ đó tất cả trời người Atula ở thế gian đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật, huống nữa có người hay hết lòng thọ trì đọc tụng Tu Bồ Đề, phải biết người đó thành tựu pháp ít có bậc nhất. Trên hết, nếu kinh điển này ở chỗ nào, tức là có Phật hoặc hàng đệ tử tôn quý. Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải gọi kinh này tên gì, chúng con làm sao phụng trì? Phật bảo Tu Bồ Đề, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, do tên gọi đó, ông nên phụng trì. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp để nói chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai không có gì để nói. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Thế giới tam thiên đại thiên có những hạt bụi, bụi đó nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, những hạt bụi Như Lai nói chẳng phải hạt bụi, đó gọi là hạt bụi. Như Lai nói thế giới chẳng phải thế giới, đó gọi là thế giới. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được, chẳng thể lấy 32 tướng mà thấy Như Lai. Tại sao? Như Lai nói 32 tướng, tức chẳng phải tướng, đó gọi là 32 tướng. Này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ đem thân mạng như số cát sông Hằng ra bố thí, nếu lại có người đối trong kinh này cho đến thọ trì bốn câu kệ vì người khác mà nói, phước đó rất nhiều. Lúc ấy Tu Bồ Đề nghe nói kinh này, hiểu sâu nghĩa thú, rơi lệ buồn khóc mà bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật ít có Phật nói kinh điển sâu xa như thế. Con từ trước đến nay đã có được huệ nhãn mà chưa từng nghe được kinh điển như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người nghe được kinh này, lòng tin thanh tịnh, ắt sinh thật tướng, phải biết người đó thành tựu công đức ít có bậc nhất. Thế Tôn, thật tướng đó, tức chẳng phải tướng, vì vậy Như Lai nói tên thật tướng. Thế Tôn, nay con nghe được kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì, chẳng đủ cho là khó. Nếu đời sau, 500 năm sau, có chúng sinh nào nghe được kinh này, tin hiểu thọ trì, người đó hẳn là ít có bậc nhất. Tại sao? Người này không tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Vì cớ sao? Tướng ngã, tức chẳng phải tướng. Tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tức chẳng phải tướng. Tại sao? Lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế, nếu lại có người nghe được kinh này mà chẳng hoảng, chẳng sợ, chẳng hãi, phải biết người đó rất là ít có. Tại sao? Tu Bồ Đề, Như Lai nói đệ nhất ba la mật, tức chẳng phải đệ nhất ba la mật, đó gọi là đệ nhất ba la mật. Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tại sao? Tu Bồ Đề, như xưa kia ta bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta ở ngay lúc đó không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Tại sao? Ta đối với xưa kia, khi từng phần thân thể bị cắt rời ra, nếu có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, phải sinh sân hận. Tu Bồ Đề, lại ta nhớ quá khứ trong 500 đời làm vị tiên nhẫn nhục, ở trong những đời đó không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Vì vậy Tu Bồ Đề,
Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ sắc sinh tâm, chẳng nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm. Nên sinh tâm không chỗ trụ, nếu tâm có trụ tức chẳng phải trụ. Vì vậy Phật nói Bồ Tát tâm chẳng nên trụ sắc bố thí, tu Bồ Đề. Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sinh nên bố thí như thế. Như Lai nói tất cả các tướng tức chẳng phải tướng, lại nói tất cả chúng sinh tức chẳng phải chúng sinh, tu Bồ Đề. Như Lai là người nói lời chân, lời thật, lời như, lời chẳng dối, lời chẳng khác, tu Bồ Đề. Pháp Như Lai đã được, pháp đó không thật, không hư, tu Bồ Đề. Nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà thực hành bố thí, như người vào trong tối, ắt không thấy gì. Nếu Bồ Tát tâm chẳng trụ nơi pháp mà thực hành bố thí, như người có mắt, ánh sáng mặt trời soi tỏ, thấy mọi thứ sắc. Tu Bồ Đề đời sau này, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, hay thọ trì đọc tụng kinh này, ắt Như Lai dùng trí tuệ Phật biết hết người ấy, thấy hết người ấy, đều thành tựu được công đức vô lượng vô biên. Này tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, buổi sáng đem thân nhiều như cát sông Hằng ra bố thí, buổi trưa đem thân nhiều như cát sông Hằng ra bố thí, buổi chiều đem thân nhiều như cát sông Hằng ra bố thí, như thế đem thân ra bố thí trong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp. Nếu lại có người nghe kinh điển này, lòng tin chẳng nghịch, phước của người này hơn người bố thí kia, huống nữa viên chép thọ trì đọc tụng vì người khác mà nói. Tu Bồ Đề nói tóm lại, kinh này có công đức chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, không có bờ mé. Như Lai vì người phát đại thừa mà nói, vì người phát tối thượng thừa mà nói. Nếu có người hay thọ trì đọc tụng rộng vì người mà nói, Như Lai biết hết người đó, thấy hết người đó, đều được thành tựu công đức chẳng thể lường, chẳng thể cân, không có bờ mé, chẳng thể nghĩ bàn. Những người như thế ắt là gánh vác vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Tại sao, này tu Bồ Đề, nếu người ưa pháp nhỏ, dính kẹt ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, ắt đối với kinh này chẳng thể nghe nhận, đọc tụng vì người mà giải nói. Tu Bồ Đề, ở bất cứ nơi nào nếu có kinh này, thì tất cả trời người A-tu-la trong thế gian đều nên cúng dường, phải biết chỗ đó chính là ngôi tháp, đều nên cung kính làm lễ đi quanh, dùng các thứ hương hoa rải lên nơi ấy. Lại nữa, này tu Bồ Đề, hoặc người thiện nam, người thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh tiện thì người ấy vì tội nghiệp đời trước lẽ ra đọa vào ác đạo, do đời nay bị người khinh tiện nên tội nghiệp đời trước ắt là tiêu diệt, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ta nhớ vô lượng vô số kiếp về quá khứ, trước Phật Nhiên Đăng đã gặp được 804.000 muôn ức na do tha chư Phật, thảy đều cúng dường kính thờ không lơi lỏng. Nếu lại có người ở đời sau hay thọ trì đọc tụng kinh này, thì công đức có được đối với công đức do ta cúng dường chư Phật nhiều gấp trăm phần, ngàn muôn ức phần, cho đến tính đếm thí dụ đều chẳng thể kịp. Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam, người thiện nữ ở đời sau có ai thọ trì đọc tụng kinh này, thì công đức có được nếu ta nói đầy đủ, hoặc sẽ có người nghe đến tâm liền cuồng loạn, nghi ngờ chẳng tin. Tu Bồ Đề phải biết nghĩa kinh này chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao nên trụ, làm sao hằng phục tâm mình? Phật bảo Tu Bồ Đề: Người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải sinh tâm như vậy, ta nên diệt độ tất cả chúng sinh. Diệt độ tất cả chúng sinh rồi mà không có một chúng sinh thật diệt độ. Tại sao? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, ắt chẳng phải Bồ Tát. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề,
thật không có pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Bạch Thế Tôn, không được. Theo chỗ con hiểu về nghĩa Phật đã nói thì Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo đúng thế, đúng thế. Tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật Nhiên Đăng ắt chẳng thọ ký cho ta. Ông ở đời sau sẽ làm Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Do thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì vậy Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta. Nói lời thế này, ông về sau sẽ làm Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Tại sao? Như Lai, tức nghĩa như của các pháp. Nếu có người nói Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Như Lai đã được, trong đó không thật không hư. Vì vậy Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp, tu Bồ Đề nói tất cả pháp đó tức chẳng phải tất cả pháp, thế nên gọi tất cả pháp. Tu Bồ Đề ví như thân người cao lớn. Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao lớn tức chẳng phải thân lớn, đó gọi là thân lớn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế, nếu nói lời thế này, ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sinh, ắt chẳng gọi là Bồ Tát. Tại sao? Tu Bồ Đề, thật không có pháp gọi là Bồ Tát, thế nên Phật nói tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói lời thế này, ta sẽ trang nghiêm cõi Phật, chẳng gọi đó là Bồ Tát. Tại sao? Như Lai nói, trang nghiêm cõi Phật tức chẳng phải trang nghiêm, đó gọi là trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã, Như Lai nói đó thật là Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có thiên nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai có Phật nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như số cát có trong sông Hằng, Phật nói là cát chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, Như Lai nói là cát. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như số cát có trong một sông Hằng, có những sông Hằng bằng với số cát như thế, rồi số cát có trong mọi sông Hằng đó, cõi Phật cũng như thế, phải là nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, chúng sinh ở trong những cõi nước nhiều như thế, có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết hết. Tại sao? Như Lai nói các tâm tức chẳng phải tâm, đó gọi là tâm. Vì cớ sao? Tu Bồ Đề, tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại chẳng thể được, tâm vị lai chẳng thể được. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người đem bảy báu đầy cả thế giới tam thiên đại thiên, dùng bố thí, người ấy do nhân duyên đó được phước nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, đúng thế, người này do nhân duyên đó được phước rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, nếu phước đức có thật, Như Lai chẳng nói được phước đức nhiều. Do phước đức không, nên Như Lai nói được phước đức nhiều. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy sắc thân đầy đủ mà thấy Phật chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được, chẳng nên lấy sắc thân đầy đủ mà thấy Như Lai. Tại sao? Như Lai nói sắc thân đầy đủ tức chẳng phải sắc thân đầy đủ, đó gọi là sắc thân đầy đủ. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy các tướng đầy đủ mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được, chẳng nên lấy các tướng đầy đủ
mà thấy Như Lai tại sao? Như Lai nói các tướng đầy đủ, tức chẳng phải đầy đủ, đó gọi là các tướng đầy đủ. Này Tu Bồ Đề, ông chớ cho là Như Lai khởi niệm như thế này, ta sẽ có pháp để nói, chớ khởi niệm ấy. Tại sao? Nếu người nói Như Lai có pháp để nói, tức là chê bai Phật, vì chẳng hiểu được pháp của ta nói. Này Tu Bồ Đề, nói pháp là không pháp có thể nói, đó gọi là nói pháp. Bấy giờ Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có chúng sinh nào ở đời vị lai nghe nói pháp như thế sinh lòng tin chăng? Phật bảo: Này Tu Bồ Đề, họ chẳng phải chúng sinh, chẳng phải chẳng chúng sinh. Tại sao? Tu Bồ Đề: chúng sinh đó, Như Lai nói chẳng phải chúng sinh, đó gọi là chúng sinh. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác là không chỗ được chăng? Phật bảo: Đúng thế, đúng thế. Tu Bồ Đề, ta đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến không có một chút pháp có thể được, đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, Tu Bồ Đề, pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả mà tu tất cả pháp lành, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nói pháp lành đó, Như Lai nói chẳng phải pháp lành, đó gọi là pháp lành. Này Tu Bồ Đề, giả sử trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên có những núi chúa Tu Di, có người đem các đống bảy báu bọc bằng như thế dùng để bố thí, nếu người thọ trì đọc tụng vì người khác mà nói kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn câu kệ, so với phước đức bố thí trước hơn cả trăm phần, trăm ngàn muôn ức phần, cho đến tính đếm thí dụ chẳng thể kịp. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các ông cho rằng Như Lai khởi niệm thế này, ta phải độ chúng sinh. Tu Bồ Đề, chớ khởi niệm ấy. Tại sao? Thật không có chúng sinh Như Lai độ cho. Nếu có chúng sinh Như Lai độ cho, Như Lai liền có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã, tức chẳng phải có ngã, mà người phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu, Như Lai nói tức chẳng phải phàm phu, đó là phàm phu. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy 32 tướng mà quán Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa, đúng thế, đúng thế. Lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Phật bảo, này Tu Bồ Đề, nếu lấy 32 tướng mà quán Như Lai thì chuyển luân thánh vương tức là Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu về nghĩa Phật nói, chẳng nên lấy 32 tướng mà quán Như Lai. Sau đó Thế Tôn nói kệ: Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy đi đường tà, chẳng thể thấy Như Lai. Này Tu Bồ Đề, nếu ông khởi niệm thế này, Như Lai chẳng do tướng đầy đủ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, chớ khởi niệm ấy. Như Lai chẳng do tướng đầy đủ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu ông khởi niệm thế này, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nói các pháp đoạn diệt, chớ khởi niệm ấy. Tại sao? Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với pháp chẳng nói tướng đoạn diệt. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đem bảy báu đầy các thế giới bằng với số cát sông Hằng dùng để bố thí, nếu lại có người biết tất cả pháp vô ngã được thành tựu nơi nhẫn, Bồ Tát này hơn phước đức của Bồ Tát bố thí ở trước có được. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, do các Bồ Tát chẳng thọ phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Bồ Tát chẳng thọ phước đức? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm phước đức gì chẳng nên tham trước, vì vậy nói chẳng thọ phước đức. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi, hoặc ngồi hoặc nằm, người đó chẳng hiểu nghĩa ta nói. Tại sao? Như Lai không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai.
Này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam, người thiện nữ đem thế giới tam thiên đại thiên đập nát thành bụi nhỏ, ý ông nghĩ sao? Nhóm bụi nhỏ đó có phải nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao nếu nhóm bụi nhỏ đó là thật có, Phật ắt chẳng nói là nhóm bụi nhỏ? Vì cớ sao Phật nói nhóm bụi nhỏ, tức chẳng phải nhóm bụi nhỏ, đó gọi là nhóm bụi nhỏ. Thế Tôn, Như Lai đã nói thế giới tam thiên đại thiên, tức chẳng phải thế giới, đó gọi là thế giới. Tại sao? Nếu thế giới thật có, tức là một hợp tướng. Như Lai nói một hợp tướng, tức chẳng phải một hợp tướng, đó gọi là một hợp tướng. Tu Bồ Đề, một hợp tướng đó tức chẳng thể nói. Nhưng người phàm phu tham trước việc ấy. Này Tu Bồ Đề, nếu người nói Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người đó hiểu nghĩa ta nói chăng? Bạch Thế Tôn, không thể. Người đó chẳng hiểu nghĩa Như Lai nói. Tại sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, đó gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đối với tất cả pháp nên biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng sinh pháp tướng. Tu Bồ Đề, nói là pháp tướng, Như Lai nói tức chẳng phải pháp tướng, đó gọi là pháp tướng. Này Tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy báu đầy cả vô lượng vô số thế giới dùng để bố thí, nếu có người thiện nam, người thiện nữ phát tâm Bồ Đề, thọ trì đọc tụng vì người khác mà diễn nói kinh này cho đến bốn câu kệ, phước của người này hơn người bố thí kia. Làm sao vì người mà diễn nói? Chẳng chấp thủ nơi tướng, như như chẳng động. Tại sao? Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như chớp, nên khởi quán như thế. Phật nói kinh này xong, trưởng lão Tu Bồ Đề và các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, tất cả trời, người, A-tu-la ở thế gian nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận vâng làm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phục nguyện chánh pháp lưu truyền, Phật thừa truyền khắp, trực ngộ bản tâm, tánh thể thông suốt, mặt trời Phật sáng ngời, muôn loài đều lợi lạc. Nguyện cho mưa pháp gội nhuần, mọi loài chung hưởng, tứ chúng đồng tu, một niệm chẳng sanh, mảy trần chẳng nhiễm. Lại nguyện nước nhà hưng thịnh, đạo pháp bền lâu, thế giới toàn cầu, người người an lạc, chúng sanh trong pháp giới đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.